biết tất cả anh em đây đang ăn cơm hết chưa? Khỏe mạnh ăn cơm ngon nghè nào. Bật cái livestream này lên và ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi nhá anh em ơi. Ở không nghỉ luôn, xúc luôn. Xúc tiếp anh em ạ. 44 xong lại solo lan đường tiếp. Yes. Vâng, cảm ơn anh Huy I Anh need này. food. Anh đã chia sẻ lên rất nhiều nhóm, cảm ơn anh nhá. Chào anh Duy Xòe này, anh hỏi gì đấy? Anh Duy Xòe, Xòe. Em đây. Vâng, chào cảm ơn anh Chu Viết Hiếu. Đúng rồi, có vẻ như anh em chán AC lắm rồi. Cứ anh em muốn solo kèo à? À kèo để em cập nhật lại cái kèo 44 cho anh Duy Xòe nhá, đợi em chút. Yes. 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 Vâng, chúng ta cùng đến với kèo thi đấu thôi. Đầu một đã vào rồi. Xong rồi đây. Yes. Anh em bắt đầu xúc thôi nha. Anh em bắt đầu nào. Chú ý nào. Cùng đến với trận thi đấu đầu tiên trong buổi tối thi đấu ngày hôm nay. Quân Hitty trong trận thi đấu đầu tiên trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Còn bên kia, đầu một là người cầm Mi Hoan. Donna E, Zoconta, Donna E, Zoconta, Hit Min. Zoconta, Zoconta, đây là mỏ quả đầu của thủ Hoàng Văn Nhi, mỏ quả 7 cây rồi. Cái cạnh đấy là thấy luôn cái mỏ vừa của mình rồi. Mong là ngày thi hôm nay thủ Hoàng Văn Nhi sẽ có những bài đẹp. Bài đẹp cho thủ Hoàng Văn Nhi thôi, những mắt tươi bên kia người thủ đầu 1. Đánh luôn không còn cần nghỉ anh em ạ, nên rất cả mong anh em sẽ ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi khi mà anh cống hiến cho anh em những kèo thi đấu thật hấp dẫn. Khoảng hơn trăm 200 anh em rồi nè. Úi rồi, bắt đầu có thêm đôi voi dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi và có những cánh rừng để Hoàng Mai Nhi có thể chơi được cung cờ rồi. Bên kia Mi Hoan biết là gì. Vâng, game thủ có một nổi tiếng với cái lô đánh là ôm bom. Ôm bom, công, ôm bom. Anh em chắc có lẽ là đánh 5C hoặc có thể máu hơn là anh em có đánh hơn. Chưa biết được anh em ạ. Đấy là cái hai game thủ thôi. Rất mong anh em ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Tiếp tục là những bước đi dò cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Mọi người thấy thêm cho mình một bầy hươu nữa. Một bầy hươu, hai bầy hươu và hai con voi. Hãy kết thủ Hoàng Mai Nhi cho mình một đồ ăn. Đôi voi cũng được. Một vòng quả cho nó bền hơn, bền chặt hơn. Đây rồi, đôi voi đây rồi, rồi tươi quá, vừa nói xong. Cắt con đồng dân về nhà thôi. Con đồng dân này sẽ về nhà với cái thủ Hoàng Mai Nhi. Phải về cái thủ Hoàng Mai Nhi muốn câu đôi voi luôn. Rất mượt mà. Nhà mới đính thôi, không thể vội cả. Một bàn câu hai voi dành cho cái thủ Hoàng Mai Nhi. Nào, mượn nào. Rồi, voi sẽ cạnh nằm sát cạnh nhà chính của cái thủ Hoàng Mai Nhi thôi. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi sẽ tìm kiếm cho mình cái vị trí đóng ép thật đẹp. Vị trí sẽ bắt đầu dành cho mình. Rogan,
Bắt đầu câu tiếp cho voi của mình về nhà chính. Bốn voi trận đấu này có hai quả hai mỏ ngựa phụ dành cho Hoàng Mới Nhi. Kia một bài mà cái dù tối ngày thì em cũng chắc luôn tối ngày hôm nay chúng ta có thêm một trận đấu giữa game thủ về lớp cũng như cặp với game thủ Cam Quýt. Đối đầu với chúng ta là Nam Ly và Hoàng Anh, vẫn là những kèo đấu thi đấu rất đỉnh cao thôi. Chúc mong anh em tiếp tục ủng hộ cho game thủ Hoàng Anh cũng như hai người cặp với cũng như về lớp. Hồng Anh ở chú mệnh anh em nhé, rồi fix lại Hồng Anh ở chú mệnh. 2S rồi, và đang xả thịt thêm một mình cho mình một bài hero. Bên kia điểm số của đồng hồ rất cao, bên này có đi dâng các kiểu không? 21% dành cho bài đầu tiên, map đầu tiên trong trận thiếu này dành cho No 1. Cố gắng mở tỷ số nào. Tiếng game to quá anh em, để em giảm xuống tiếng game cho anh em nhé. Đây đây đây, anh em thấy tiếng game ổn chưa? Tiếng game ổn chưa? Bắt đầu thiên kế nhà bè và cũng nhà bè bờ dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Một bài kích đời rất sớm, kích đời nào. Vâng, chúng ta cũng trở lại với trận đấu rồi. Anh em thấy tiếng game đã ổn chưa? Ổn chưa? Vâng, chào tất cả anh em này. Rất nhiều anh em đã vào đây ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi trong buổi tối ngày hôm nay. Hơn 600 anh em rồi. Rất cảm ơn tất cả anh em đã dành tình cảm cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Vào đây ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Chúc anh em có một buổi tối xem đế chế vui vẻ. Bắt đầu đi con tê luôn dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Con tê đang hướng lên góc 12 giờ. Chỉ có khách ở trên đấy không đây. Ok, anh em ok hết rồi. Anh em vào chia sẻ mỗi người một like và một chia sẻ nữa nào. Để đây rồi, nhà của game thủ No 1 chưa lên đời. Chưa lên đời một chiếc S mà ăn một con voi dành cho game thủ No 1. Vâng, hay lắm anh ơi. Hay lắm. Bắt đầu đi dò tiếp. Đi dò tiếp dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Đó là nhà của game thủ No 1 trận đấu này góc 9 giờ rồi. Thế vậy, khi chúng ta vừa nhìn thấy một chiếc S. Ô, đâu nhờ? Nào anh em bắt đầu like, chia sẻ nào, đôi đã đang lên rồi đây này. Lượng view đang lên rất nhanh. Tăng lên con số gần 800 rồi. Gần 800 rồi. Vẫn đang chưa thấy, đây là tân cung lờ đầu tiên của game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh bắt đầu cơ cấu của nhà mình sắp xong rồi. Sắp xong rồi, vài chiếc E nữa là sẽ kín được mặt đằng này. Ồ, vậy như thế là nhà của game thủ Hoàng, game thủ No 1 trận thiếu này ở trên góc 12 giờ rồi. Thì xuống nhà sóc hướng 9 giờ thì game thủ Hoàng Mai Nhi chưa nhìn thấy nhà của game thủ No 1 đâu. Tên cung lờ đầu tiên sẽ đi thẳng lên góc 12 giờ dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Còn cung tê nó đúng là một con giò luôn. Đúng là đúng nghĩa như một con giò. Bắt đầu đi nào, đây nhà của game thủ No 1 đây, chắc chắn chứ có máy xe, không có máy xe rồi. Zit những con nông dân của game thủ No 1 chắc chắn sẽ phải nằm xuống, thì mà đây là những con cung lờ của Hitty. Chạy đi đâu mở tỷ số nào. Rồi, bốn con nông dân của game thủ No 1 đã nằm xuống rồi anh em ơi. Anh em bắt đầu like chia sẻ đi nào. Từ 800 anh em rồi. Bên kia mới có công an một áo thôi. Điều rồi, tỷ số sẽ là 1-0 trong trận đấu đầu tiên này. Tôi nghĩ đến chiến thắng đây rồi. Tôi đã nghĩ đến chiến thắng rồi. Hai con Kuga. Trời ạ, chưa chết con Kuga nào đâu. Đây là những con Kuga Hitty. Sợ gì những con Kuga bị hoàn đầu. Và bây giờ Kuga bị hoàn chưa thu vào được. No 1 có 1 rồi. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ nhất.
Anh em ơi, like chia sẻ đi nào. Ôi dồi ôi, 900 rồi này, 900 rồi. Mong lên anh em ơi, đang đây là khung giờ vàng. Tất cả anh em trong thời gian ăn cơm cũng như là đợi ăn cơm, anh em nhớ cho game thủ Hoàng Mai Nhi một like cũng như một chia sẻ. Vâng, cũng như là anh em nhớ comment nhiều hơn để lên phần cứng nha anh em ơi. Vâng, tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ nhất. Rồi, chúng ta có bàn mở tỷ số rồi. Mong là đầu xuôi đuôi sẽ lọt hết.